Bữa giờ nhà có tự lấy không Linh? Dạ không, lấy đi mình thăm. Đúng rồi, giỏi. Không có tự lấy nhà nha. Không sao, hôm nay em không quên chị Thí nữa đâu chị Thí. Sorry chị nhiều. Để có nhớ chị Thí nào ta. Hôm sau chị chở nhắc chị ra, nhắc chị muộn nhiều. Dạ. Muộn như chị Thí á. Chị Thâm á, chị Thâm nó xẻo nó lên và nó hết rồi mà nó giấu nhiều. Nó giờ còn mụn nhiều không? Còn dấu cũng còn nhưng mà chỉ là cái dấu á, nó để lại dấu nó thâm á, thâm á. Nào, con nhờ chị xuống dưới cho nè. Anh nhiêu tuổi rồi chị? 14 tuổi. 14 tuổi. Trai hả? Dạ, em thấy nghỉ bữa giờ. Nó nghỉ bằng mình, mình nó như thấy
Em là được khách thương. Tại chị có Zalo, Facebook mà. Dạ. Yeah. Thông báo là cơ sở là giờ không làm. Làm lâu rồi nên có khách mới, không có khách mới là cũng thở oxy nhẹ. Em cũng nghĩ sao mở lại mà đông khách vậy luôn á chị. Cũng may. Bây giờ cái khu nhà họ lên ngoài nghỉ thì bên đây còn mỗi em với Dạ. Bây giờ chị ba cũng dẹp nhiều á chị. Ba ba nhà nhỏ mà nó mở bên bên nó cũng nhiều mà nó đâu có rẻ đường công nghiệp hết. Nhưng mà có một vườn. Hết rồi. Cục hai cục đó. Ở đầu cái chân mày hết rồi. Như nhà em chị luôn à. Đấy, cao lắm mày không chị? Hả? Mấy cậu bán? Cao lắm. Ý là em hỏi là đây có cao lắm mày không chị? À có. Nói chị Dung tặng cho một cặp chân mày đẹp lung linh nha. Cái chân mày cũng xấu quá. Em thích làm sao? Em thích làm sao? Cứ nói. Trầm cảm. Thích sao đó chị Dung xử cho. Tém em. Ừ. Tém xong đựng liền là được. Cái nóng vô khủng. Cái chân mày này mà có gì đâu khó. Cứ nằm đó, chị khó cho chị lấy mụn kỹ nha. Cái mụn quan trọng nhất. Rồi thả lỏng cái vành môi này. Vành môi quá trời. Xong rồi. Giờ lấy được, cố được tới đâu thì chị lấy kỹ thôi. Chứ không có. Xong đó rồi. Mấy cái vành này lấy đi để nó sưng một cái xấu lắm. Mấy cái ráng xíu rồi mẹ. Như là hôm Tết thì chị Dung nương cho được. Làm từ từ. Giờ giờ Tết mà còn giờ thi nữa. Em tranh thủ hết cả nha em. Được nghỉ Tết chưa chị Thúy? Ừ, về ban Tết. Vậy là giờ được ở nhà luôn đúng không? Ừ, chị đi làm về ban ngày. Tuần về mấy ngày chị? Chị đi về trong ngày luôn em. Đi về trong ngày luôn hả? Ừ. Vậy ngon rồi. Ừ. Mũi còn cục hai cục bự. Thank you.
Đó, hai bà cục nè. Nó tỉ ra cặp chân mày đẹp. Còn lấy cho bà đẹp mà còn năn nỉ rồi phải không? À, cưng ghê không? Hôm nay mà có người xuống uống nặng sao ra? Có chứ, có cách hết. Lo mụn không sạch thế chứ sửa mũi lo gì.